Hey, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là cây kiểng của tôi cũng như là kênh bonsai mini tên là CT. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một cái lô linh sam 86 phôi nha. Thì cái hoành trái keo Mỹ Tiến là 15, thì con lấy con so sánh với cái gốc của nó ha, thì con khỏi đo nha cô chú anh chị. Mình so sánh với cái gốc giùm con nha. Và mấy phôi 86 này con lên cái giá này là chưa bao gồm phí vận chuyển, thì cô chú mình mua số lượng nhiều thì con sẽ để giá mềm ha. Và những cây này mỗi cây mỗi dáng khác nhau thì cô chú mình xem tham khảo, thì về cô chú mình có thể là gỡ hết đất này trồng vô chậu mới, hoặc là có thể để nguyên bầu đất này trồng vô chậu mới vẫn được bình thường nha, không có vấn đề gì hết. Rồi đây là cây đầu tiên mã số 11B, giá 140.000 đó, mã số 11B ha, 140. Tiếp theo là mã số 12B, 106. Phôi rất là to nha cô chú anh chị. 12B ha. Tiếp theo là phôi 13B, 130. Cây này không là hoành bằng hơn cho keo Mỹ Tiến này nè. 13B nha, 130 ha. 14B, 130 luôn. Đó, hoành gốc rất là to. Mười bốn b 130, thì cô chú mình thấy ưng cây nào thì liên hệ ha. 15B 150. Gốc quá khủng. 15B nha cô chú anh chị. Tiếp theo là cây 16B 150. 16B ha. Gốc nở đều đẹp. Tiếp theo là cây 17B 150. Cây gốc khủng lắm. 17B 150 nha. Tiếp theo là 18B 140. Mã số 18B 140.000. Có thể là các cục xuống dưới đây xíu nữa để làm dáng bay ha. 19B 150. Mã số 19B 150 nè. Nè cô chú mình so sánh cái góc nè. Trái keo mấy tiếng là nhỏ xíu luôn. Ừ. 19B 150 ha. Tiếp theo là mã số 20B. 20B cũng là một cái củ rất là to. 20B giá 140. Rồi. Cái củ nè. Rồi, cô chú mình thấy ưng cây nào thì liên hệ con nha. Cây này con bứng hồi thứ 7 thứ 6 tuần rồi. Cô chú mình thấy ưng thì liên hệ nha. Con xin mến chào. Cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ nha. Số cây nó đang cho mầm này nè.